chào tất cả mọi người nha. Nay em Thiên Tuấn Phát xin chia sẻ với tất cả mọi người bộ bàn ghế đá trắng văn gỗ và trắng mắt rồng. Này là kết hợp mặt bàn mặt ghế là trắng văn gỗ, còn bộ dàn chân ghế và chân bàn là trắng mắt rồng nha nè. Mọi người xem qua một vòng. Chân bàn chân ghế đều đá ba phân hết nha, em ghép chỉ lưng luôn. Ơi mặt bàn ghế nè, chân phía này là mắt rồng nè, câu kết kết câu của bàn ghế. Rồi em cảm ơn cả nhà đã xem bài nha.